Mặt nạ BNBG Vita Cocktail Brightening Foil Mask Mặt nạ dưỡng sáng da BNBG 30 ml BNBG mặt nạ dưỡng sáng da Vita Cocktail Brightening Foil Mask là sản phẩm dưỡng da theo công nghệ mới của Banobagi Hàn Quốc. Lấy ý tưởng như một ly tai chứa nhiều loại dưỡng chất và vitamin tăng cường nuôi dưỡng và phục hồi da từ bên trong. Ngoài ra dòng mặt nạ áp dụng công nghệ giấy bạc với hai lớp mặt nạ, lớp bông bên trong được làm từ 100% bông co tần tự nhiên có tác dụng giữ ẩm cực cao và giúp da hấp thụ tối đa dưỡng chất. Lớp bông mềm mịn, khiến bạn cảm thấy dễ chịu khi đắp mặt nạ và hoàn toàn không gây kích ứng da, lớp giấy bạc bên ngoài giúp khắc phục nhược điểm mau bay hơi của các dòng mặt nạ thông thường. Độ cứng của lớp giấy bạc giúp cố định miếng mặt nạ ở nguyên vị trí, không xê dịch nên bạn chẳng cần lo mặt nạ rơi ra ngoài khi đắp. Foil Mask sử dụng chính nhiệt độ cơ thể để lỗ chân lông nở ra, giúp da hấp thụ tối đa dưỡng chất sâu vào trong nhằm phục hồi và tái tạo da vào ban đêm. Công dụng của mặt nạ dưỡng sáng da BNBG giúp dưỡng da trắng mịn từ sâu bên trong, làm mờ thâm nám khiến da đẹp dạng ngời. Không tì vết giúp da thư giãn và cải thiện làn da xỉn màu đồng thời phục hồi sức sống cho da, tác dụng giảm mụn nhọt cải thiện lỗ chân lông làm trắng da và ngừa lão hóa làm chậm quá trình lão hóa nhờ cấp đủ ẩm cho da luôn mềm bảo vệ và sửa chữa các tế bào da giúp da tươi sáng hơn và loại bỏ các đốm thâm nám do quá trình lão hóa cũng như do tác hại của tia uv từ ánh nắng mặt trời cung cấp đủ đủ ẩm cho da hết tình trạng khô và bong chóc tăng sự tự sản xuất của các sợi elastin và collagen cải thiện hiện tượng chảy xệ và làm đầy các rãnh nhăn Thành phần của sản phẩm, niacinamide, hoạt chất đem lại nhiều công dụng tuyệt vời, kháng khuẩn, giảm mụn nhọt. Xe khít lỗ chân lông, làm trắng da và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả, khác với những chất làm trắng khác, niacinamide không tiêu diệt các sắc tố melamin mà chỉ hạn chế tối đa sự di chuyển của chúng lên bề mặt da. Nguyên nhân khiến da nhìn sạm thâm, mất thẩm mỹ, các thành phần như adenosine, ascorbic acid, citric acid, magie, kẽm, đồng, cũng góp phần cải thiện tình trạng da của bạn thông qua việc loại bỏ các vết thâm sạm cải thiện tình trạng lão hóa do tác động của ánh nắng mặt trời, thêm vào đó, mặt nạ còn chứa chiết xuất thầu dầu có khả năng giảm mụn. Kháng viêm, làm xẹp các đốm mụn đỏ khiến da trở nên mịn màng hơn, kèm theo vitamin A, B3, B5, C, E, F, H, Q, cho da với hàm lượng cao lên đến 20.000 ppm được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Mặt nạ Vita Cocktail Brightening Foil Mask dành cho loại da nào, mặt nạ dưỡng sáng da BNBG với công nghệ Foil Mask hiện đại không gây kích ứng cho da. Kể cả làn da nhạy cảm nhất, rất thích hợp sử dụng cho làn da đang có dấu hiệu xỉn màu, làn da xuất hiện đốm nâu. Giới thiệu về thương hiệu BANOBAGI, Banobagi được biết đến là viện thẩm mỹ nổi tiếng tại Hàn Quốc với các bác sĩ có tay nghề chuyên môn cao. Banobagi đã ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất châu Á để nghiên cứu ra các phương pháp chăm sóc da và các loại mỹ phẩm mới để mang lại vẻ đẹp hoàn thiện cho phụ nữ trong đó có những loại sản phẩm đã tạo nên cơn sốt khắp mọi nơi như mặt nạ jelly mặt nạ cốc tai